Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Cả gia đình 3 người cùng thai nhi 8 tháng chết trong phòng khóa trái ở Bình Dương. Thấy căn phòng trọ khóa trái cửa bất thường, những người hàng xóm tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện gia đình gồm 3 người và một thai nhi sắp sinh đã tử vong. Tới 12 giờ trưa nay ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ gia đình 3 người được phát hiện chết trong căn phòng trọ khóa trái. Vụ việc xảy ra trên đường số 2, khu phố 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là hai vợ chồng anh Trần Quốc Cường và chị Phạm Thị Hằng, cùng một người con gái hơn 3 tuổi. Ngoài ra, chị Hằng đang mang thai tháng thứ 8 và sắp sinh. Cả gia đình quê Thọ Xuân, Thanh Hóa. Theo đó, chị Hằng làm nghề bán trái cây ở gần phòng trọ, còn anh Cường làm nghề rao sữa bắp. Sáng nay người dân không thấy hai vợ chồng anh Cường dậy đi làm như bình thường nên tới phòng trọ kiểm tra. Tuy nhiên, phòng trọ lúc này đã khóa trái. Khi nhìn vào bên trong thì mọi người tá hỏa phát hiện 3 người nằm bất động. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Ngay sau đó, công an phường An Bình có mặt kiểm tra nhưng tất cả nạn nhân đều đã chết. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường, rất đông người dân đang tập trung theo dõi. 12 giờ 30 phút, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Ghi nhận bên trong căn phòng trọ xảy ra vụ việc, người con gái 3 tuổi và chị Hằng chết trên giường, trên người có nhiều vết thương. Còn người chồng chết trong tư thế treo cổ trước cửa ra vào, trên đầu giường có con dao dính đầy máu. Theo lời kể của người nhà chị Hằng, tối qua chị có gọi điện thoại cho người dì ruột 2 lần vào lúc 22 giờ. Tuy nhiên lúc này đã khuya, người dì đi ngủ nên không biết, sáng nay mới thấy cuộc gọi nhỡ nên báo cho em gái của chị Hằng tới kiểm tra. Khi người em gái tới thì thấy phòng khóa trong, gõ cửa nhưng không ai ra mở, nghĩ gia đình chị đang ngủ nên người em gái quay về. Theo nhận định của nhiều người, có thể do mâu thuẫn gia đình nên người chồng đã giết vợ con rồi tự tử. Đến 13 giờ 30 phút, xe cứu thương có mặt đưa thi thể 3 người xấu số khỏi hiện trường. Một nguồn tin cho phóng viên biết, chị Hằng và bé gái chết do cắt cổ. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.